Trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu tại dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19 có đề cập tới việc tích cực tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận nguồn lực, nhất là đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng là giải pháp chủ yếu, trọng tâm, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đã nhận được ý kiến, đóng góp của cán bộ đảng viên và các nhà đầu tư. Đến nay, huyện Văn Lâm vẫn còn khoảng 50 dự án đang gặp khó khăn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng. Luật đất đai 2013 quy định là đối với dự án nằm ngoài khu công nghiệp tập trung thì nhà đầu tư phải thỏa thuận với người dân. Đây chính là mấu chốt cho công tác bồi thường đất để triển khai dự án. Riêng xã Tân Quang có 7 dự án đang gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Dù chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân đã nhiều lần đối thoại về vấn đề này nhưng vẫn chưa thống nhất được giá bồi thường. Nên có những cơ chế đặc thù cho những nơi mà có người dân được thu hồi đất giao cho doanh nghiệp, đề nghị cơ quan nhà nước có những cơ chế hỗ trợ những người cao tuổi, những người mà không có điều kiện đi lao động doanh nghiệp, cụ thể là những người mà không đi học nghề được. Không chỉ ở Văn Lâm, một số địa phương phía Bắc tỉnh như thị xã Mỹ Hào, huyện Yên Mỹ cũng đang gặp khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp tập trung ở thị xã Mỹ Hào. Đây cũng là một trong những hạn chế mà dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nêu ra. Trước những vấn đề này, ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh đã và đang có những đề xuất góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị. Dự thảo báo cáo chính trị cần làm rõ, bổ sung thêm cái vấn đề là hoàn thiện lại cái cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng để có cơ sở, có căn cứ cho người sử dụng đất chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp để thực hiện các cái dự án đầu tư sản xuất phi nông nghiệp, hoàn thiện cái quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cấp huyện cũng như kế hoạch sử dụng đất 2021-2025 của tỉnh để làm cơ sở để thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Đồng thời cũng quy hoạch các cái khu cụm công nghiệp để đảm bảo làm sao sử dụng đất có cái hiệu quả. Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư và địa bàn, góp phần giải quyết lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương. Tuy nhiên, việc cải thiện môi trường đầu tư là một quá trình dài, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách thủ tục hành chính để tiếp nhận dự án. Có như vậy mới đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Trong dự thảo báo cáo cũng nên nhấn mạnh và cần một số giải pháp cụ thể cho vấn đề như thu hút đầu tư. Các khu công nghiệp cần phải được mở rộng và nên chọn những nhà đầu tư có uy tín, cộng với lại hàm lượng công nghệ cao, cải tiến cái thủ tục hành chính, đấu nối hệ thống hạ tầng để cho cái khu công nghiệp đó nó được tốt. Tập trung thu hút đầu tư, phù hợp quy hoạch, ưu tiên các dự án quy mô lớn. Công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ là một trong những mục tiêu tổng quát mà dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã chỉ ra. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này thì các giải pháp khả thi có sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân là rất quan trọng.